Đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Món này món gì cơ? Calamari. Trời ơi, tôi không biết tiếng Tây đâu. Mực chiên giòn. Mực chiên giòn, mực chiên giòn. Nói trên. Là món mực chiên giòn. Mực thôi chứ không có scallop đúng không? Dạ, có scallop. Có scallop không? Người ta hỏi đây ngoài con nhỏ nhảy vô nói nữa không? Thương ghê luôn đó. Cái người đầu bếp á, hồi hộp lắm, theo dõi ra làm sao. Ngoài này ta hỏi đây, trong kia thoạt ra liền. Ok, đây là scallop nè, đúng không? Dạ, scallop. Dạ, yeah, thử liền cái scallop. Không chấm luôn. Ha, nó hơi khác với lại mực scallop chiên giòn ở những tiệm khác. Ở đây là mình có đủ loại gia vị nhìn, cho nên nó không phải là chỉ màu vàng không, mà nó có cái màu sắc trong đó, màu xanh. Giòn anh cả ha. Giòn. Ngon này á. Dạ, bên trong nó vẫn mềm, vẫn có cái độ ngọt của hải sản. Hình như cái món này Thủy Tiên cũng không biết ăn đúng không? Không biết phải không? Dạ em cũng biết. Biết thì ăn đi chứ. Dạ. Mời, ngon quá. Ở trong, ở ngoài giòn ha. Ở trong nó mềm. Mình có cảm giác ăn như ăn thịt cua vậy đó. Dạ. Ngon quá. Anh Thảo muốn chấm được cái sốt không anh Thảo? Dạ. Cái đặc biệt cái nước sốt nha. Ở quán ngon, nước sốt đặc biệt lắm. Nhiều luôn, cả hàng trăm loại nước sốt khác nhau cho các thức ăn. Lạ ghê. Nhưng mà anh đang thắc mắc cái này hay quá. Nếu cái scallop không đó. Coi nè, nguyên con nè. Còn cái màu đỏ này cái đó trong. À, khi mình tắm bột, mình chiên gì, mình giống ăn vô giống như ăn thịt cua đó. Dạ. Y như cái ngoe con cua nó có thịt đó. Mình bỏ vô miệng nhai nó giòn vậy đó. Ngon quá. Ngon. Tôi có cảm giác giống như mình ăn cua. Có cảm giác như ăn cua. Nó thơm ngon lắm. Cái thịt ở trong mềm mềm giống như cái phần thịt cua vậy đó. Thiệt là ngọt. Cái nước sốt này độc đáo quá. Thật là ngọt. Anh Thảo thử mực nhanh. Dạ. Đang thưởng thức cái scallop nè, sơ nghiệp. Rõ ràng từ đầu tới giờ các bạn nhìn thấy Việt Thảo ăn đó. Là ăn thiệt tình nha. Ăn không có lãng phí nha. Ăn là bỏ hết vô miệng nhai nuốt nha. À, trong cái thủ thuật mà quay thức ăn đó, kể cả Mỹ cũng vậy, không thể nào người ta ăn nhiều được. Cho nên ăn nhiều máy mà. Hiện giờ ở đây là 1, 2, 3, 4 máy nha. Góc cạnh nào cũng có thể cắt qua cắt lại được. Tôi có thể ăn nha, bỏ miệng nhai xong rồi đó, có thể lấy cái bịch nhả ra được. Muốn ăn bao nhiêu cũng được, tại mình không có nuốt. Và chính những cái show ẩm thực của người Mỹ, có những người họ cho biết luôn về cái thủ thuật ăn của họ. Họ ăn rồi họ bỏ đấy, không cách chi họ chứa nổi. Nhưng mà tôi thì tôi không có muốn làm như vậy. Tôi có thể ăn gian quý vị được, nhưng mà trong lòng tôi không cho phép tôi tự ăn gian ký chính bản thân tôi. Thức ăn ngon mà, mình ăn cho người ta thấy ngon, ăn cho người ta thèm với mình. Mình ăn để mình thưởng thức đó, tại sao phải nhả bỏ? Nếu nhai mà nhả bỏ thì chỉ là hình thức quay để cho người ta coi cho hay. Ăn cũng vậy, ăn thì mở miệng ăn cho nó ngon, nó mới đã. Còn ăn mà ăn giống như cô này ăn nè, là để biểu diễn thôi. Không, ngại người phụ nữ ăn. Cho nên môi son, ăn gì môi son là bỏ cái miếng này vô đâu có dám ăn đâu. Nó mất son sao hả mẹ hầm. Thôi mới không buông cái son. Cái mực nó hơi mềm nha. Cái mực nó hơi mềm. Nó ngộ á, scallop lại giòn mà mực hơi mềm. Để em thử nha. Đó, các bạn sao nói sao Dịch Thảo ăn cái gì cũng khen. Không có gì chê. Cái này tôi không dám chê, nhưng mà tôi cho biết nó hơi mềm. Cô ăn lại thử đi. Lý do tại sao? Thấy chưa? Cái scallop rất giòn mà cái mực nó hơi mềm.
Rồi cũng có người khó tánh á, lợi ăn tiệm ta rồi người ta cho ăn rồi còn chê. Ủa, nó mềm tôi nói mềm chứ. Ê Trinh ơi. Nhưng mà cái phần bột chiên chưa có được cứng lắm. Đúng vậy. Dạ. Mình thả bột vô cho nó cứng dạ. lên thì nó sẽ giòn nha. Dạ. Cái này hơi mềm. Nói đầu bếp liền, than phiền liền. Chiên chưa có tới lắm. Hương vị ngon đậm đà nhưng có em mềm. Mời 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 cô Trinh ra, cô Trinh ơi. Không cần thấy hơn. Scallop giòn, thịt thơm ngon, ăn giống như mình ăn miếng cua á. Nhưng mà cái mực á nó hơi mềm. Thơm ngon mà nó hơi mềm. Có lẽ khi mình chiên cái mực cái bột nó chưa đủ giòn. Dạ. Nha, để ý cái đó nha. Dạ. Muốn thử không? Thử miếng không? Không thử coi biết cho nó mềm không. Đây. Bỏ miệng coi. Đó. Đồng ý không? Rồi. Cái bột nè. Chưa có tới. Làm một dĩa khác. Mực. Ra giòn ngon lành coi. Nha. Scallop thì bật perfect. Để cho thấy làm liền. Bước liền nha. Có thể nhiều khi tự nhiên giờ có thể làm bỏ ra lâu quá. Dạ. Nhưng mà vấn đề lâu mau không quan trọng trong cái độ giòn của nó. Khi đã giòn là nó giòn. Em nghĩ là chiên chưa có tới. Chưa có tới. Ngon quá. Thử miếng nước anh ta. Dạ. Ngon quá ngon. Quán em đang xin license beer rồi nha anh Thảo. À ha. Dạ, đang trong quá trình. Đó, dạ. Các bạn nghe chưa? Quán ngon sẽ có license beer dạ. and wine. Có thể uống bia được, nhậu được nha. Bây giờ ăn thêm miếng scallop ngon quá. Đó. Bây giờ nè, rõ ràng là tự giờ để nó nguội rồi nè. Em nghĩ là vẫn giòn đó. Đó. Dạ, khi mà nó đã giòn rồi ha, nguội vẫn giòn. Dạ. Mà không giòn dùng nóng cũng không giòn. Dạ. Dạ. Nghe miếng thịt. Để cắt thêm miếng này. Giòn anh ạ. Mực phải giòn vậy đó. Dạ. Ngon quá. Ngon quá ngon. Làm cái mực lâu không? Cũng phải cần thời gian chắc khoảng 10 phút. Ok. Dạ. Rồi tìm kiếm scallop. Hết scallop rồi dạ. Của ta rồi. Hết scallop của ta rồi. Còn mực không mà. Rồi ăn miếng mực nè. Ăn gian quá à. Để có 7-8 miếng scallop à. Đúng phải đến 10-20 miếng. Một dĩa nhiêu hả? Chắc phải trên 10 đồng. Cái dĩa này giá nhiêu chị Châu? Tại bây giờ nhiều món quá vì nó nhiều món quá đến độ nhân viên không nhớ món nào nhiêu tiền luôn. Dạ. Tôi nghe rồi, trong bếp nói rồi, có 11 đồng thôi. Quá rẻ thiệt. Mấy con scallop không ăn xứng đáng. Yeah. Ngon quá. Đây có đủ hết rau quả đàng hoàng 11 đồng phải không? À, biết trước luôn rồi đó. Rồi, mình chờ cái mực ra. Yeah. Chờ cái mực ra, chờ cái mực. Rồi, mực tới rồi. Đây, 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 đây. Thử liền có giòn không? Đó. Bóc luôn nha, bóc luôn nha, bóc luôn nha. Coi chừng nóng nha anh Thảo. Dạ, dạ, dạ. À, có cọng rau nè, có rau nè. Thử liền, thử liền, thử liền. Cái này mà không giòn là tôi vô tôi cử liền nữa nha. Phải vậy. Dạ. Phải vậy. Nhìn nè. Mình nhìn nha. Cái này chưa tới lửa. Dạ. Dội nè, cho nên nó bị mềm. Cái này tới nè. Giò nghe tiếng. Ngon quá. Phải vậy. Ngon quá. Cho đây nguyên cái đâu. Giòn lắm anh hả? Trời ơi, có cái đâu quấn rồi nè. À, cái này mực nó dính lại. Không cho nó dính lại. Đây, 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 đây.
sốt để đặc biệt luôn á. Ngon. Ngon quá, cảm ơn em. Như vậy đó các bạn, mình có mực scallop chiên giò. Và tôi đi ăn khắp nơi rồi. Mỗi một tiệm, tiệm người Hoa khác, tiệm người Việt khác, cái mực chiên giòn có chỗ làm mực không, có chỗ làm scallop không, có chỗ phối hợp giữa mực và scallop. Mỗi nơi mỗi khác nha, mỗi nơi hương vị đều khác nhau. Chưa bao giờ mà có hai cái tiệm khác nhau mà cái hương vị mực với lại scallop chiên giòn mà giống nhau, không có. Tôi nói nha, ngay tại quán ngon thôi, một đầu bếp làm khác, hai đầu bếp làm một món khác. Dù là scallop chiên giòn, dù là mực chiên giòn, nhưng mà hai đầu bếp làm cùng một gia vị vẫn khác bình thường. Cho nên cái chuyện mà lửa lớn, lửa nhỏ, dù một đầu bếp, chuyện nó xảy ra được. Nhưng phải công nhận ngon và đặc biệt. Có một cái không giống ở tiệm Tàu là nhìn nó, bởi ở tiệm Tàu nhìn không có cái gì hết trơn á, chỉ là lăn bột chiên thôi. Nhưng ở đây mình hương vị nó khác. Cái hương vị và đặc biệt nước sauce nha. Nước sauce ở quán ngon mà chấm cái mực và scallop chiên giòn rất là ngon luôn. Nhớ nha các bạn, đến ăn thử đi. Ăn coi coi đúng như Dịch Thảo nói hay không, ăn coi có ngon hay không. Còn các bạn nào chưa tới thì ở nhà tự làm nha. Mua mực về đâm lăn bột chiên giòn á, đơn giản chỉ có vậy. Bột nào đi quyết thôi, lấy đại bột mì đi, trộn lên chiên không giòn phải không, đổi đừng làm bột mì, lấy bột gạo, lấy bột gạo ngâm vô nhúng xong chiên, ui cha cứng quá, bỏ đổi bột khác, thiếu gì bột đó mà chiên. Thực ra thì ở chợ bán đầy hết loại bột để mà nhúng mực chiên giòn có hết. Nghe không ạ? Tôm nè, mực nè. Bây giờ người ta bán sẵn rồi, về nhà chiên ăn ngon. Nếu không có phương tiện và điều kiện đi đến quán ngon, và nếu có thì đến ăn cho vui. Ok. Hồi nãy mình có ăn con sò điệp, tức con scallop mạng tươi rồi. Mình có con lớn nữa. Dạ, mình có con lớn nữa. Mà con lớn này mình có thể nướng ngon lắm. Nướng bơ, nướng tỏi, nướng gì cũng được. Sò điệp nữ hoàng đó, lớn gì. Dạ. Dạ. Mà nướng cái gì cũng được phải không? Tại mình nướng cái gì? Khách thường ăn với lại nướng trứng cút phải không mẹ? Nướng trứng cút, nướng phô mai, nướng bơ tỏi, nướng cái gì cũng được, đem ra ăn liền nha. Rồi, sò điệp nướng cái gì chưa biết nha. Sò điệp nướng hoài. Sẽ cùng ăn và cùng thèm với Dịch Thảo ngày hôm nay tại quán ngon. Dạ. Yeah. Dịch Thảo đã chọn rong nho của công ty Nữ Hoàng Rong Nho để giới thiệu sản phẩm này đến với tất cả mọi người. Đó, trời ơi, sạch ngước nè. Úi chà, quá đẹp luôn. Dịch Thảo từng hay ăn buổi sáng, ăn thế cho điểm tâm, chọn cái này. Ăn nó đủ dinh dưỡng, đủ năng lượng mà nó tốt cho sức khỏe nữa. Cao máu, tiểu đường, gan rồi nhuận trường, tốt cho mắt hay là da dẻ đẹp gì là có hết nha. Cái này Dịch Thảo ăn mỗi ngày. Trời ơi. Tôi ăn tôi nhớ tới các chùa hoặc là các vị nào ăn chay. Trời ơi, cái này là thích hợp luôn. Sáng thức dậy ăn được, trưa ăn được, chiều ăn được, tối trước khi đi ngủ vẫn ăn được. Mà ăn như này là ăn chay mà đầy đủ chất bổ dưỡng nha. Giúp cho tuổi già giảm huyết áp, nhuận trường tức là dễ dàng trong vấn đề tiêu hóa, mắt sáng lên, da dẻ đẹp ra, chống lão quá. Ôi chắc nhiều thứ lắm, tại nó có nhiều kali và vitamin D trong đó nữa. Dạ. Chúng tôi phân phối những sản phẩm của công ty Nữ Hoàng Rong Nho trên toàn thế giới. Riêng tại Virginia thì chúng ta có thể mua trực tiếp nha, tại Eden Supermarket ở ngay trong Eden Center, để cho các bạn ở các tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ có thể khi đi chợ đi mua hàng hóa, đi mua nhu yếu phẩm về để dùng cho nơi mình ở, có thể ghé vào Eden Supermarket có đủ rong nho rong biển cho mình. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới bảo hiểm y tế, xã hội, an sinh đủ hết. Obamacare có, Medicare có, Medicaid, rồi 401k cũng có, rồi tiền giống như mình nghỉ hưu sớm hay là không sớm, muộn hay không muộn,
đôi khi mình có những suy nghĩ và mình cho rằng mình có kiến thức đầy đủ, mình hiểu biết được, nhưng chưa chắc. Tôi muốn quý vị hãy dành cái đó cho những người chuyên nghiệp, professional trong ngành nghề này để giải thích cho mình. Quý vị ơi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021. Quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không rõ, quý vị xin gọi cho Alicia Châu, điện thoại là 770-454-1182. Nhớ nha, gọi cho Alicia Châu nha. Và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc. Đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm, không có. Quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình để mà có thể giải đáp những thắc mắc của mình.